Chẳng hạn như những cái dạng áo này nè, cái này là chị cũng xuất đi, cái này họ đặt để họ mang qua chị đi qua bên Mỹ cắt nhiều, nhưng mà mình phải xuất qua tay đó là chị cái mẫu này. Có thể nói ở Việt Nam thì cái số lượng người khuyết tật thì rất lớn, chiếm khoảng từ gần 10% dân số. Bên cạnh đó thì cái số người khuyết tật do chiến tranh để lại này, do tai nạn lao động này, rồi bây giờ thì lại ở Việt Nam thì cái vấn nạn nữa là tai nạn giao thông, thì mỗi một ngày thì có trung bình từ khoảng độ 30 đến 40 người bị chết và khoảng độ 40 người bị thương, và những cái người bị thương đó trở thành những người khuyết tật. Từ cái thực tế đó thì Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam xác định là đối tượng người khuyết tật là một trong các đối tượng ưu tiên để Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam trợ giúp họ trong quá trình mà ổn định cuộc sống. Hồi trước thì có những lúc thì nói chung là khi mà đi, ví dụ như là chị đi vào một cái chỗ nào giữa một cái đám đông á mà không có những cái người mà khuyết tật á, thì hoặc là những cái khi mà gặp những cái ánh mắt mà họ nhìn mình họ kỳ thị, thì tự nhiên mình cũng cảm thấy mình cũng sụt bớt những cái tự tin. Nhưng mà về sau này thì chị mới, khi mà mình mới làm những công việc rồi, mình lấy làm đó rồi, thì chị thấy là hoặc là tiếp cận hoặc tiếp xúc với những người không khuyết tật rồi, chị mới thấy là nhiều khi mình cứ tự mặc cảm, mình nghĩ như vậy thôi, chứ những người không khuyết tật nhiều khi họ không được như mình, họ không làm được như mình, hoặc là khi mà ấy vậy họ nhìn mình, họ nhìn vậy họ nghĩ là với những con người khuyết tật vậy chắc họ không làm được gì, họ không làm được. Nhưng mà khi mà ví dụ tiếp cận nói chuyện hoặc là qua tiếp xúc họ biết mình rồi, thì họ cũng bây giờ những cái người đó họ cũng giảm những cái suy nghĩ đó rồi, thì họ nghĩ là người khuyết tật không phải là như hồi xưa, họ nghĩ là chỉ có ở trong nhà thôi. Từ thực tế mà Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam giúp đỡ người khuyết tật trong suốt những năm qua thì Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam rất là tích cực tham gia có hiệu quả trong quá trình vận động chính sách cho người khuyết tật. Việc thứ hai mà Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam tập trung làm đó là tập trung xây dựng các cái mô hình, các cái cách thức trợ giúp cho người khuyết tật, trong đó có cái cách thức như dạy nghề, tạo việc làm, rồi hỗ trợ vay vốn, rồi là giúp cho người khuyết tật những cái cách thức mở các cái doanh nghiệp nhỏ để cho họ có thể tự lập cuộc sống. Công ty tôi có 90 lao động, trong đó có trên 50 lao động là người tàn tật tham gia vào dự án. Đợt 1 là 26, đợt 2 là 36. Người lao động là người khuyết tật ở đây chủ yếu là người ta bị bại liệt, đi bằng xe lăn, hoặc là những người bị thần kinh kém phát triển. Hai là những cái thương tật về chân tay, về tay, hoặc là có những người đó bị thương tật về mắt. Thế rồi bên cạnh đó là có một người những thiểu năng trí tuệ, người ta đều tham gia vào trong cái dự án cũng như là tham gia vào ở công ty, và công ty đã hướng dẫn cho họ có việc làm. Giới thiệu đây là Nguyễn Văn Triều, thôn Quan Cù. Và đây là em Vương Văn Trọng ở bên thôn Hoàng Lê. Còn đây là em Tất, em ở dưới Lý Sử. Đây em là em Tuấn, ở ngay tại thôn tôi là Kim Huy. Lần đầu tiên thì tôi nhận các cháu về để dạy, thì cái tiếp xúc với các cháu thì vì chưa được hiểu, thì cũng nhờ kết hợp với gia đình, bố mẹ của các cháu để biết được các cách thức về ra hiệu. Khi đến đây thì mới đầu thì nói chung làm thì cũng rất bỡ ngỡ và khó. Nhiều khi khách hàng chưa tin tưởng, và toàn phải mới đầu là phải lấy đầu thầy ra thực tập trước để khách hàng mới tin. Sau này coi như này, một vài lần rồi họ thấy thế rồi họ mới coi để họ cắt thử. Sau một vài lần thì họ cũng thấy được, họ vẫn để cho cắt thôi. Từ ngày coi được Hội Chữ Thập Đỏ coi như là quan tâm cho đi học nghề thì nói chung là em rất vui, vì vì ít nhiều cũng được biết cái nghề, không phải sau này đỡ phải làm gánh nặng cho gia đình, kiếm được ít nhiều đỡ gánh nặng cho gia đình. Em quyết tâm cũng rất quyết tâm học, cũng vượt khó cái nghề cho em rất vui, không phải không chán nản gì nữa. Trước là chỉ ăn với chơi thôi, không biết làm gì, thì sức khỏe yếu không làm được nên này. Bây giờ có nghề cũng rất vui. Khi đó chị viết dự án đó, nhưng mà chị nói chị thấy trong cái tờ mà mời tham gia dự án đó đó, chị thấy độ tuổi từ 18 tới 45 hả? Thì lúc đó chị hình như cũng là tới 43, 44 hay là 45 gì rồi đó, chị thấy tuổi của chị chắc cũng sát đâu đó. Thì chị nói cho Bình ơi, không biết chị có được không Bình ha? Cái mình kêu 45 tuổi lần ba chị thì chị chưa tới thì chắc là được chứ. Thành ra chị cũng đăng ký, mạnh dạn đăng ký luôn, nếu không được thì thôi, chứ còn chị rất là muốn học mà chị sợ dự án sẽ không được. Nhưng mà sau cùng may mắn sao thì chị cũng được tham gia học nghề. Các cái bước triển khai dự án thì cũng theo cái hướng dẫn chung của cấp trên. Thì mình cũng ban đầu cũng điều tra cơ bản, phân tích về thị trường lao động, thị trường sử dụng lao động v.v. Và đó chính là những cái nguồn thông tin, là cái cơ sở dữ liệu để mình phân tích và bắt đầu tiến hành dự án. Bước tiếp là cái bước tuyên truyền về dự án. Thì chúng tôi có tuyên truyền thông qua các cái phương tiện thông tin đại chúng, thông qua những cái lần họp của Hội Người Khuyết Tật. Sau đó thì chúng tôi đã lọc hồ sơ và cho phỏng vấn. Đến cái bước phỏng vấn thì chị Hạnh cũng là một trong số 100 người, trên 100 hồ sơ được phỏng vấn thì chị Hạnh cũng là một trong cái số đó, đang thiết tha với một cái công việc mới, với một cái đường đi mới và cái phù hợp với cái sự quyết định, cái quyết tâm ước mơ của chị đang xây dựng nên. Tiếp đó là cái bước định hướng. Thì khi đưa vào giới thiệu cho các cái đối tượng tham dự hôm đó, các cái người khuyết tật đó, thì chúng tôi được giới thiệu rất là nhiều nghề, ví dụ như nghề tranh thêu, nghề đan len, rồi nghề thủ công mỹ nghệ, nghề hoa khô, rất là nhiều nghề, các cái nghề thủ công mà người khuyết tật có thể làm được. Ethnic minorities with disabilities and women with disabilities suffer from double stigma and discrimination. That's why we prioritize these two groups. Thì bước lên thế mà vô thì đầu tiên là thông qua tuyên truyền, xong rồi tham gia vào dự án thì để mà có cái tư vấn cho các em, các định hướng nghề á, cho những em đó, để các em tham gia vô. Mà khi mà định hướng vậy thì các em nó chọn được cái nghề là bắt đầu là vô là học nghề. Đưa ra khi mà định hướng vậy thì từ gia đình của bản thân của các em đó, và bản thân của các em đó, họ sẽ biết được là họ phải đi như thế nào thì đúng hướng. Chứ bây giờ khi mà cho học như vậy thì họ cứ nghĩ là học thì không biết học để làm gì, không có cái định hướng thì không bao giờ mà họ lựa chọn được cái nghề chính đáng cho họ. Sau khi định hướng nghề cho các bạn khuyết tật xong thì chúng tôi phải phân loại ra bao nhiêu bạn phù hợp và thích học với cái nghề gì. Sau đó thì mình phải đi gọi là đàm phán với các doanh nghiệp để họ nhận các cái học viên là người khuyết tật vào để họ dạy. Công ty mình đã khi nhận được dự án của các cấp đưa đến thì công ty mình sẽ xây dựng một cái dự án đào tạo đặc thù riêng cho người tàn tật, và mình sẽ mở ra những cuộc hội thảo, rồi mình mở những cái cuộc dạy nghề bằng trực tiếp trên lý thuyết, và sau đó sẽ dạy thuyết trực tiếp truyền nghề qua giáo viên, tức là dạy cho từng đối tượng theo từng hoàn cảnh bệnh tật. Im chút để im. Cả lớp chúng ta cho chàng vào tay nữa. Thế và thông qua những dự án này thì chúng tôi cũng học được rất là nhiều điều. Tôi thấy rằng là nếu mà mình nhìn người khuyết tật thì không chỉ nhìn đơn, tức là thay đổi về cái nhận thức cũng như cái cách nhìn đối với người khuyết tật, làm thế nào để người ta có thể hiểu được. Có búp bê đó ai làm đó? Con nghe tặng nó con. Con nghe tặng. Thì những dự án mà bên huyện á, mà gửi về bên xã Lục Quảng thì anh tất cả các khuyết tật với hội chữ thập đỏ thì hoàn toàn là tôi mời là tôi đi sang liền, tôi cho cháu đi liền, tại vì cháu tàn tật mà, nên rất là mong các hội chữ thập đỏ hoặc là người khuyết tật mời là gọi là chúng tôi tiếp ứng ngay. Chúng tôi rất là mong những hội như là những cái học nghề này chúng tôi rất là thích, tại vì cháu nó từ bé giờ không có biết làm cái gì cả, thì bây giờ hội đó là dạy nghề thì tôi cho cháu đi học, tôi cũng học theo rồi về dạy thêm cho cháu. Chứ còn nếu mà theo như cháu học á, một mình cháu học là không học nổi, tại vì từ bé giờ không có học cái gì cả. Nếu có điều kiện hơn thì làm ở nhà cho nó đổi con đi lại cho nó khỏe. Ví dụ như khi chị Hạnh học xong quyết định về mở một cái cơ sở nhỏ thì cũng có rất là nhiều sự ủng hộ từ chính các bạn học viên, từ những người khuyết tật khác không tham gia dự án và kể cả các bạn không khuyết tật. Dự án thì chị học xong thì chị làm cái dự án khởi sự doanh nghiệp thì chị cũng được hỗ trợ cho cái máy ráp máy đinh kinh á, với lại hỗ trợ đi tập vật lý trị liệu đi làm nè. Xong khóa học rồi chị về rồi cũng thành kêu gọi các bạn để tập trung làm, tạo điều kiện để các bạn bớt đi lại xa hơn nữa. Tiếp cận vô dự án thì nói chung là dự án giúp rất là nhiều, từ cái cơ sở hạ tầng là phù hợp cho những chẳng hạn những cái đường lên dốc có những cái tay lăn á, cái tay cầm á, để cho tích hợp với những người khuyết tật đi xe lăn lên, rồi cái toilet cũng tiếp cận hết, các em tiếp cận với những toilet ngồi á là nó thuận tiện. Rất là phù hợp. Và sau khi học xong đó các em cũng là được tiếp cận về những cái dụng cụ y tế, hỗ trợ những dụng cụ y tế thì cũng hỗ trợ bớt để cho họ đi lại khó khăn đó, thì có những cái hỗ trợ như vậy thì phù hợp lắm, là các em nó cũng phấn khởi, mà chính vì những cái hỗ trợ như vậy thì nó mới thích nghi mà giảm bớt những cái khó khăn cho những người khuyết tật. Hôm qua thì em cũng rất vui coi được coi là hội chữ thập đỏ coi là cho em đi coi chỉnh hình coi nó chỉnh hình. Cái chân của em là nó chân thấp chân cao rồi. Bây giờ em được đi chỉnh hình nhá, để coi như là em đi lại cho đỡ khó khăn, rất vui và cảm ơn hộ. Along with these main activities of the itinerary of inclusion, we also implement some other supporting activities which are also very important, such as strengthening the capacities of all the Vietnam Red Cross staff on how to work with people with disabilities. We also provide orthopedic support and hearing devices to the people with disabilities participating in the project, so they can improve their access to a job, and they can improve, of course, their socioeconomic inclusion. Also, we support the companies with small accessibility works. So if there is some specific part of the company which is not accessible for the people with disabilities learning and working there, then we support those small works to do it more accessible. We also support a lot all type of awareness raising events, such as the celebration of the Vietnamese Day of People with Disabilities and the International Day of People with Disabilities, and also awareness raising campaign with the families of the people with disabilities that we work with. And finally, a very important supporting activity is the enhancement of the relationship between Vietnam Red Cross and MOLISA, the Ministry of Labor, and in particularly with the NCCD, the National Central Committee for Disabilities. We believe that the strengthening of this relation will support a lot the sustainability of the project in the long term. Thế tuy nhiên thì chúng tôi cũng đang nghiên cứu sâu về cái dự án này để xem là cái hoạt động nào, cái nội dung nào trong dự án có khả năng áp dụng được, nhân rộng ở Việt Nam thì chúng tôi cũng sẽ là nhân rộng. I think the project that we are talking about it's a good example of innovation. I think the model of job on training has proved very successful. The retention figures of the population are very high. And we think it's a pilot model that could be replicated by the Vietnamese government. Sau khi mình hưởng thụ dự án thì công ty mình có mở rộng sản xuất, đã được các cấp chính quyền địa phương cũng như là tỉnh đã cấp đất để mở rộng quy mô sản xuất và đang xây dựng cơ bản khoảng 5.000 đến 7.000 m2 nhà xưởng để tiếp tục kêu gọi và đón nhận những người tàn tật ở khắp tỉnh, các tỉnh về. Chị ước mơ chị có được sức khỏe để chị tiếp tục với cuộc sống hàng ngày là chị vẫn làm và vẫn muốn tạo điều kiện cho các bạn cùng làm thôi. Trong cái hướng sắp tới của chị là chị muốn thành lập một cái cơ sở đăng lên cho người khuyết tật. Được đi tập huấn ở các lớp tập huấn thì từ các lớp tập huấn đó mà năng lực bản thân được nâng lên rõ rệt về cái kỹ năng sống này, rồi kỹ năng làm việc với cả người khuyết tật này, thế rồi kỹ năng trình diễn này, thế rồi những cái kỹ năng, những cái hoạt động xã hội, thế và những cái cách làm việc với cả nhóm người dễ bị tổn thương này, thì tôi nghĩ tất cả những cái buổi được tập huấn, những cái đợt tập huấn dài của giảng viên nguồn thì của dự án này đều làm tôi rất là hài lòng. Khi mà là được tiếp cận như vậy, mình tham gia vào dự án thì mình sẽ nghĩ là cái dự án này sẽ đưa lại cho những cái, tạo cho những cái công ăn cho những người, công ăn việc làm cho những người khuyết tật, và qua đó thì mình thấy là cái lao động á, là những người này á, thì họ chăm chỉ hơn mà mình sẽ không mất lao động nhiều như là những người không khuyết tật. Cái mình muốn giữ luôn những cái lao động mình nó mãi mãi.